Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.5G, sản xuất là năm 2018, xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu kem, ba chủ đi rất là giữ gìn, cẩn thận. Lên các đường nét của chiếc xe thì là cũng rất là hoàn hảo. Về những cái đường nét nhỏ nhất của chiếc xe đến các chi tiết như mâm nốp của chiếc xe, anh chị có thể tham quan đây. Với một dàn lốp thì được trang bị là dàn lốp mít, giúp cho cái quá trình vận hành trong phố nó sẽ êm ái hơn. Và dàn lốp này thì bác cũng vừa mới thay thôi. Các bác mới mua chiếc xe này lại thì mình sẽ được lợi ở cái khoản là mình khỏi phải thay hai quả lốp này. Đấy, lốp trước, lốp sau. Đấy, các chi tiết gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, tay nắm cửa thì ốp chống xước bảo vệ đầy đủ rồi. Một mẫu xe nhỏ gọn, di chuyển trong phố linh hoạt, cảm giác lái dễ dàng. Rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm. Với cái tầm tiền của chiếc xe này thì nó cũng rất là hợp lý, chỉ khoảng hơn 400 triệu thôi. Có trang bị như là hệ thống cảm biến, cam lùi đầy đủ, gạt mưa, rồi đèn cảnh báo. Không tăng cốp của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi này, một cái không gian này. Rồi những các phần như con ốc bản lề hay là những cái chi tiết về keo chỉ, đinh tán của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Anh chị và các bạn có thể tham quan sơ qua. Khi xem anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem cái gì thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Và đây là những cái chi tiết về cái những cái phần tấm lót này, nó vẫn còn ni lông, bác chủ còn chưa bóc ra cơ. Đấy, anh chị phải thấy bác giữ chiếc xe này như thế nào rồi. Sơ cua của chiếc xe đây vẫn còn mới nguyên đây. Đấy. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai đi ạ, để ta có thể là đánh giá được cái tổng quan. Với cái khối động cơ của chiếc xe này, nó sử dụng khối động cơ máy 1.5, nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe em thấy là nó còn tiết kiệm hơn chiếc Morning. Với đường trong phố nó chỉ khoảng 7 lít và đường kết hợp thì khoảng 5,7 lít, đường trong đô thị, ngoài đô thị khoảng 4,9 lít. Cái mức tiêu hao nhiên liệu này nó còn tiết kiệm hơn cái chiếc Morning máy 1.2. Mặc dù chiếc xe này sử dụng máy động cơ máy 1.5. Đây là những cái chi tiết như là hệ thống ghế ngồi này, rồi là phần trần xe này, tất cả các chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp. Bản G là bản cao cấp nhất của Yaris rồi, nó còn một bản E nữa. Đây là các thông số kính của chiếc xe anh chị nhé, để các bác có thể biết được là kính còn zin hay không. Tất cả kính nó còn liền đời hết. Nếu anh chị và các bạn cần em hỗ trợ chụp lại chi tiết ở những phần nào thì có thể kết bạn Zalo, em sẽ chụp chi tiết gửi cho các bác để các bác có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Đây là phần cánh cửa của chiếc xe với những các phím bấm điều chỉnh chức năng, hệ thống chỉnh gương này, rồi là hệ thống lên xuống kính. Kính thì lên một chạm với kính lái. Trong đây là những cái phần như là hệ thống hèm cửa hay là những phần cột kèo, bậc lên xuống, ghế ngồi. Đây là những cái phần như thông số về năm sản xuất của chiếc xe cũng như là xuất xứ của chiếc xe, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Những phần cột kèo cánh cửa, gioăng cao su của chiếc xe. Vô lăng thì nó có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng như này, rồi là hệ thống đèn auto, màn hình giải trí đầy đủ. Đấy, đây là những cái phần như là hệ thống đèn start stop này, cần số này, với cần số zích zắc. Điểm hay của dòng xe Toyota đó là vào số và ra số của chiếc xe nó cũng rất là nhẹ nhàng, mang lên cho anh chị và các bạn, nhất là chị em phụ nữ, ra số vào số nó cũng rất là nhẹ nhàng, dễ sử dụng, dễ vận hành. Đáng để anh chị và các bạn cân nhắc và lựa chọn chiếc xe Toyota Yaris này. Với tất cả các chi tiết của chiếc xe thì nó đều giữ được độ nguyên bản cao. Em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về cái phần khoang động cơ của chiếc xe, với các chi tiết về con ốc thanh rằng hay những con ốc bắt đèn. Máy thì trang bị máy đua VVTi, máy xanh rồi. Đây là những cái phần như con ốc mặt máy này, rồi những chi tiết về ốc chân máy, keo mặt máy. Những cái chi tiết nó đều còn trong tình trạng là nguyên bản hết. Đấy, các bác cần xem thông số rõ ràng của chiếc xe thì hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi đầy đủ thông tin chi tiết cho các bác. Với chiếc Toyota Yaris phiên bản G sản xuất là năm 2018, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ khoảng 495 triệu, giá còn giảm và thương lượng. Xe là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan anh chị nhé.
Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.